Trang và Amy xin thay mặt Trung tâm Thế hệ trẻ kính chào quý vị. Mến chào các em thiếu nhi. Năm mới xin kính chúc quý vị khán giả sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc các em ăn ngon, chóng lớn và lúc nào cũng chăm học hết. Các em ơi, hôm nay mình có một khách quý đã đến giúp mình điều khiển chương trình Đố Vui Để Học. Đố các em là ai? Dạ chị Lâm Quyền. Ủa, tại sao em biết vậy? Tại vì đây Lâm Quyền đây đó. Ủa, ở đâu? Thấy không? Ủa, chào chị Lâm Quyền. Các em ơi, các em chào chị Lâm Quyền đi. Chào chị Lâm Quyền. Chị Lâm Quyền xin chào mấy em. Và Lâm Quyền xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, năm mới Lâm Quyền xin được chúc quý khán thính giả một năm mới tấn tài tấn lộc. Cảm ơn chị đã đến giúp điều khiển chương trình Đố Vui Ngày Tết hôm nay. Không có chi đâu, chị rất là vui, chị rất là yêu mấy em thiếu nhi. Nhưng mà mấy em phải nhớ hứa với chị là mấy em phải thật là ngoan nha. Dạ ngoan, bảo đảm không có hư đâu. Không dám hư đâu. Các em giỏi quá. Các em ơi, bây giờ chúng mình cùng hát một bài để tặng cho chị Lâm Quyền nha. Các em muốn hát bài gì? Em muốn hát bài gì? Ok, rồi bây giờ mình sẽ hát bài Nụ Cười Làm Quen. Một nụ cười làm quen, hai bên tay đều nhau vắng. Hai nụ cười làm quen, chúng ta ghép thăm thôi mà. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cảm ơn mấy em rất là nhiều. Như vậy là hôm nay chị Lâm Quỳnh đã học thêm được một bài nữa. Và bây giờ thì Lâm Quỳnh xin kính mời quý khán thính giả cũng như xin mời quý các em bước vào chương trình Đố Vui Ngày Tết. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học những phong tục của ngày Tết. Nhưng mà mấy em nhớ nha, chúng ta phải học cho thật là kỹ. Tại vì tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc thi Đố Vui Để Học. Mình phải học hôm nay thì tuần sau mình mới thi được. Có đúng không mấy em? Yeah. Rồi, hôm nay ai muốn chơi trò chơi Đố Vui Để Học? Giơ tay lên, please raise your hands. Yay, so Bảo Trân, are you ready? I'm ready, are you ready boys and girls? Yeah! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với phần phong tục ngày Tết. Chị sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên, mấy em ready chưa? Yeah, rồi! Giỏi quá! Bây giờ câu hỏi đầu tiên là ngày Tết khi gặp người lớn, con nít phải làm gì? Jennifer! Mời Jennifer lên đây để trả lời câu hỏi đầu tiên. Nhà, ngày Tết khi gặp người lớn, con nít thiền chúc Tết à. Giỏi quá, em thấy Jennifer giỏi không? Dạ, giỏi. Như vậy thì mình phải vỗ tay cho Jennifer. Yay! Bây giờ chị sẽ thưởng cho Jennifer một bông bao lì xì. Cảm ơn chị Lâm Quyền. Bây giờ câu hỏi thứ nhì là khi thiếu nhi chúc may mắn cho người lớn vào dịp Tết, các em thường được thưởng một phong bì. Đó là phong tục gì? Emily. Dạ, đó là phong tục chúc Tết và lì xì. Hoan hô Emily, đây là một phong bì lì xì cho Emily nè. Cảm ơn Emily nha. Dạ, cảm ơn chị.
Tiếng Mỹ gọi là New Year Eve. Vậy thì tiếng Việt Nam gọi là gì? Rồi em nào biết câu này? Bền. Dạ thưa, đêm giao thừa. Đây là phong bì lì xì cho Ben nha. Vào dịp nào trong năm có phong tục dựng nêu? Chị thấy Quỳnh Như giơ tay cao nhất nè. Dạ, người Việt Nam thường dựng nêu vào dịp Tết. Hoan hô Quỳnh Như. Các bạn giơ tay cho Quỳnh Như đi. Rồi, đây là lì xì cho Quỳnh Như nè. Dạ, cảm ơn chị. Phong tục dựng nêu của Việt Nam có ý nghĩa gì? Em nào biết? Emily lên trả lời. Phong tục dựng nêu của người Việt Nam có ý nghĩa trừ tà, đuổi quỷ, đuổi ma. Giỏi quá, mấy em vỗ tay cho Emily đi. Rồi bây giờ chị sẽ thưởng cho Emily một cái phong bì. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ chị nhờ Jamie nãy giờ không hỏi. Bây giờ chị nhờ Jamie hỏi câu hỏi tiếp. Tại sao những người làm ăn, buôn bán thường mời đội lân đến cửa tiệm của mình trong 3 ngày Tết? Beverly. Tại vì người Việt Nam tin rằng khi mà đội lân và ông địa đến thăm cửa hàng của mình thì sẽ trong năm đó thì mình sẽ được nhiều may mắn và nhiều tài lộc. Hoan hô Beverly giỏi quá. Bây giờ chỉ có ông Lân ở đây. Ai muốn làm Lân? Beverly làm Lân ha. Mình có Lân thì mình phải có ông Địa. Bây giờ Jennifer đã đợi sẵn ông Địa rồi. Ready you guys? Yeah. Lân ha. Bây giờ để chị coi ai làm ông Địa. Quỳnh Như làm ông Địa. Thì có ai muốn làm Lân nữa không? Ben, nhưng mà nếu mà có Lân thì phải có ông Địa. Để chị coi ai. Jamie.